Em tên là Minh Thành, nghề nghiệp của em là kỹ thuật viên. Năm nay em 28 tuổi. Rồi còn em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Và chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Thu Trung, hiện tại em cũng 28 tuổi. Và em đang là nhân viên văn phòng. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung và Thành là gặp nhau trong trường hợp nào? Tình yêu chớm nở ra sao? Cái này thôi để ổng kể đi. Ổng kể đi. Dạ. Rồi, Thành, hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai chồng em á là gặp nhau là trong một cái trường hợp là hai chồng em đi làm tư vấn tuyển sinh cho một cái trường đại học. Thì lúc đầu là cũng bạn bè bình thường, mà mình cũng giỡn nhau nè. Em gọi vợ em á là Ù Mai, vợ em kêu là Ù Ba. À, hai đứa chắc là thích phim Đài Loan lắm đúng không? Dạ không, chữ Ù không phải là giống trong phim Hàn Quốc hay phim Đài Loan đâu. Đó, đó. Chữ Ù là viết y nguyên tiếng Việt của mình luôn, là chữ Ù luôn, U quyền Ù. Là mặt Ù đó anh. Ủa nhưng mà là em cố tình em gọi Ù Ma là bởi vì là cô ấy là có thân hình mỹ nhon như thế này để chọc cô ấy đúng không? Không, dạ. Cái đó là mình chơi thân với nhau rồi. Những cái đó là giỡn với nhau vui. Chứ còn anh này sao Ù Ba được? Anh không nhom nhất mà Ù Ba gì? Dạ, chị ơi, bây giờ là hơn lúc trước là 10kg rồi đó. Hồi đó nhôm nhách luôn nha. Dạ đúng rồi. Hồi lúc trước là em gặp ảnh là ảnh vừa ốm nè, vừa đen nè. Cái cuộc tình của hai bạn chớm nở ra sao? Dạ thật ra thì lúc mà hai đứa em gặp nhau, em có bạn trai rồi. Ông mới rủ em đi xem phim với hội bạn mà làm chung, công tác chung luôn. Thì đang xem phim, giữa chừng phim thì bạn trai em đến đón em về. Đó là thất vọng đúng không? Không, không còn cái từ nào thất vọng hơn mà đang coi phim giữa chừng bắt em phải đưa đi xuống gặp mặt người bạn trai đó. Ngay cả lúc này đây là cái chuyện đó không biết bao nhiêu năm rồi mà trong lúc em kể anh cũng trong khi mà em kể anh cũng thấy được cái điều đó. Không, em ghim 8 năm nay rồi. Giờ vẫn còn ghim. Đó là em biết vợ em lúc đó là có bạn trai mà đúng không? Dạ em lúc có đó biết không? Là biết cũng nghe kể. Thì em phải chấp nhận thôi. Nhưng mà em đâu nè, mình dẫn đi coi phim, thí dụ coi hết cái bộ phim nó đi rồi về không được vậy. Đang đi coi giữa chừng bắt mình đưa xuống. Mà lúc đó em cũng đâu biết ông này thích em đâu. Thí dụ như thích thì phải nói. Ngay cả sau này cũng vậy, em ép dữ lắm mới nói. Đến bao lâu thì em mới tỏ tình? Dạ đến năm 2015. Thì trong một chuyến đi về miền Tây, vợ em có kế hoạch là thử em để cho em tỏ tình, mà em không có tỏ tình. Về tới thành phố Hồ Chí Minh rồi thì vợ em bắt đầu ép em để cho em tỏ tình. Ép sao em? Cái này để em nói cho em tức lắm. Con gái nó có giấc quan thứ 6. Thì tụi em gặp lại. Thì sau đó là đi làm chung một chỗ làm. Rồi ha, em là đi tới đi lui qua lại thì cảm giác mà gần gũi nhiều thì sẽ nảy sinh cái tình cảm. Em biết là ổng thích em rồi. Mà hả, ổng thích hoài không chịu nói. Xong em rủ về miền Tây cho nhỏ bạn em xem thử coi ổng có thích em không. Nhỏ bạn cũng xác định là nó thích mày à. Mà ổng cũng không chịu nói luôn. Sao em nhà hay không? Nè, có gì thì nói đi nha. Nói người ta mới biết đường ta tính. Em nói hoài luôn á anh. Mà ổng cũng im re. Em ép quá rồi ổng mới tấp vô cái quán lề đường. Ổng tấp vô mới nói. Là đi xe máy đúng không? Dạ đúng rồi, đi xe máy. Tấp vô. Cái em hỏi khát nước không? Cái em kêu hai ly nước ra. Kêu Ù Ma uống đi. Ổng nói nha, Ù Ba thích Ù Ma đó. Giờ thôi Ù Ma cho Ù Ba cơ hội đi. Em mới nói với ổng là thôi, cho Ù Ma thời gian suy nghĩ đi. Dạ em nói là để suy nghĩ. Ù Ma suy nghĩ. Suy nghĩ, ngồi im từ đó tới cầu Phú Mỹ im ghêu luôn. Cái xong vừa lên tới cầu Phú Mỹ, sợ bỏ xuống cầu Phú Mỹ hay sao? Cái Ù Ma suy nghĩ rồi. Thôi Ù Ma cho Ù Ba cơ hội. Không dẫn là cái thời gian suy nghĩ cũng lâu ha. Rồi, coi như là lấy cái cột mốc là từ cái cầu Phú Mỹ là cái ngày mà hai đứa chính thức yêu nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà chắc anh nghĩ chắc Thành chắc bị anh hiếp suốt rồi đúng không? Trời, ra đường ai cũng nói vậy anh, nhưng mà không có đâu. Đừng có trong mặt mà bắt hình giống. Dạ đúng rồi. Thấy gì chứ hiền như con mèo luôn. cái khoảng thời gian yêu nhau là không có chuyện gì trắc trở. Dạ không có chuyện gì trắc trở, nhưng mà em bị ghim. Cái này gì? Em ghim ngược lại ổng. Ghim chuyện gì? Bạn gái cũ của ổng. Hấp dẫn nha, hấp dẫn. Anh tin ông đám hỏi của em á, bạn nó cũng đăng Facebook. Mà đám cưới của em, bạn nó cũng đăng Facebook. Đăng cứ đăng là nào là người yêu cũ đi lấy vợ. Rồi thế này thế kia, hôm nay Sài Gòn buồn, thế này thế kia. Gọi điện thoại đuổi chồng em đi uống cà phê chị. Mà may là lúc đó có em ở đó. Chồng em bắt máy xong đơ.
Ờ. Trời ơi, người đâu có một tông vậy, cái này gọi là tông đơ. Ờ, xong rồi. Không được. Ờ, hết. Chỉ có ba chữ ờ, một từ không được và một chữ ờ cuối cùng. Xong rồi ổng quay qua ổng giờ mà anh đâu có đồng ý đi đâu. Em chưa nói gì hết. Em chưa nói gì hết, ổng kêu anh đâu có đồng ý đi đâu. Là anh gì anh lại không biết là người ta rủ đi đâu. Dạ người ta rủ đi cà phê. Nhưng mà chồng em đâu có đi đúng không? Dạ đúng rồi. Em ơi, chồng em có tật xấu gì không? Dạ nếu mà tật xấu thì chắc ảnh cũng giống như mọi ông chồng khác. Mê game là đứng đầu luôn. Ông có thể là chơi game bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. À, sáng mà em kêu anh dậy là anh phải lăn qua lăn lại khoảng 10 đến 15 phút. Em kêu chồng ơi trễ giờ làm rồi chồng ơi. Rồi em phải kêu mấy lần như vậy luôn. Xong ảnh mới bỏ cái điện thoại xuống, ảnh đi tắm rửa thay đồ để đi làm. Hai vợ chồng em là gần như là được mệnh danh là gia đình văn hóa của cái khu ở tập thể của công ty đó đó chị. Tại vì hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau. Về là ổng cầm cái máy, ổng cầm cái máy tới nỗi mà em mặc dày lắm, em lết lại. Tại em kêu chồng vẫn nhìn điện thoại. Em kêu chồng ơi. Cái ông kêu gì vợ, ông quay mặt qua cái em đưa nè. Em đưa mặt em vậy nè. Cái ông quay qua bấm điện thoại tiếp. Quê không? Là mất mặt dễ sợ luôn. Mà cái em kêu chồng, cái em đưa cái mặt qua. Cái ông quay qua ông hủi em cái. Xấu hai của ổng là nhây. À. Dạ đúng rồi, em chật lét ổng xong rồi hả, cái ổng chật lét lại em mà em rất là sợ nhột á. Chật lét em mà em cười tới lúc em không còn cười được nữa. Em kêu bây giờ mà anh không ngưng chật lét em hả là ha, em nghỉ chơi với anh luôn á. Em phải la làng lên như vậy. Xong ổng kêu chồng giỡn chút xíu thôi mà. Có khi á hả anh biết em đang nằm bấm điện thoại nằm xem vậy nè. Ông kêu dạ smackdown. Cái ổng nhảy lên ổng làm cái bùm lên cái lưng em, ổng lăn xuống đùng. Ông kêu smackdown. Nghe em kể thì anh thấy là cái người tội nghiệp nhất là mấy ông hàng xóm. Cái tần số la của tụi em thì nó cũng lựa lắm. Có nghĩa là hôm nào mà hàng xóm đi vắng mới nhiều rồi mới la làng lên. Thêm một cái tật nữa là tối ngủ. Cái này đáng lẽ là kể thì nó hơi mất mặt xíu. Không sao, kể đi em. Em đang ngủ vậy, em đang ngủ rất là êm đềm. Ông kéo cái mền từ từ lên, ông đắp cho em. Đúng là ông sợ em lạnh. Ông kéo qua đầu em luôn. Xong ông ngã ra phanh một chàng. Thôi rồi. Xong á hả, ổng che kính hết cái mền lại, ổng đè mấy cái lỗ hở ổng đè lại luôn. Xong mà em ở trong đó em muốn tắt thở luôn. Trời ơi. Ổng chơi vậy đó. Còn nữa, còn nhiều lắm trời ơi. Bây giờ mà kể ổng chắc cũng tới tối luôn á. Em có con chưa? Dạ chưa. Sẽ đến cái phần mà chồng em nói xấu em. Rồi. Em ơi. Ghen là ghen sát số luôn. Sát số. Đó. Ghen sát số luôn là cái ghen gì mà kinh hoàng vậy. Em là chỉ thí dụ một đứa, một bạn nữ hay gì đó chỉ cần đứng nói chuyện với em và em liếc dòm. Không thích cái người đó là giờ em nói tránh ra. Giờ không thích. Là em mà tới gần nữa là có chuyện á. Mà cái chuyện là hồi đó giờ có cái giờ mà cái chuyện gì mà nó xảy ra không? Dạ thì cũng có đi làm. Nhưng mà nói chung là cái công việc thôi. Nhưng mà vợ em không thích nhỏ đó. Là cái vợ em là không cho em làm chung. Nó phải giờ tự nhiên giờ không thích đâu. Nó phải có lý do đúng không? Dạ đúng rồi. Tại cái bạn nó cứ giỡn chồng em hoài. Giỡn sao? Giỡn có ôm ấp hay giỡn gì? Không có, không có ôm ấp nhưng mà cứ giống như là hả? Bến Thanh á, Bến Thanh, Bến Thanh. Cái em mới nói với lại mấy chị bên văn phòng á, em kêu là chị ơi chị thôi chị đừng có xếp vậy đó, làm chung với chồng em nữa, em không thích đâu. Nói xong mà em cũng nói chồng ơi giờ không thích cái bạn đó đâu, chồng đừng làm chung với bạn đó nữa. Vẫn tiếp tục làm chung. Làm chung xong rồi giỡn với nhau. Em mới nhắn tin trực tiếp cho bạn đó, tôi nói ê bạn, tôi nói bạn nghe cái này nè, bạn làm ơn bạn né chồng tôi ra giùm tôi một cái nha, tôi không thích bạn đứng gần chồng tôi, tôi không thích bạn làm chung với chồng tôi đâu. Xong rồi cái bạn đó né luôn. Nghe nè, rồi sao cái chắc cô vợ này chắc ở nhà chắc nhõng nhẽo với chồng lắm. Dạ nhõng nhẽo còn chúa nữa. Nhõng nhẽo chúa. Nhõng nhẽo chúa rồi còn cái gì nữa? Dạ. Còn tánh gì nữa? Còn tánh xấu gì nữa nè? Cứng đầu. Giống như vợ với hay quên. Rồi cái em thấy cái mấy công việc đó cái em nhắc vợ em. Cái vợ em nói ờ em biết rồi. Tí em làm. Ngày em sao? Thấy yên nguyên. Nói chung là mấy tí luôn. Cái xong rồi nhắc nữa. Sao chồng căng nhăn dở hoài vậy? Dạ biết rồi. Cuối cùng em vũ thôi, em tự nó sách em đi làm. Không có đâu. Nói thì nói quá là vậy thôi. Chứ mà ảnh mà đi làm là em cũng phải đi theo sau, em làm theo. Nhìn hai bạn và nhìn tính cách cũng như cái cách nói chuyện với nhau thì mình nghĩ chắc ở nhà ai là người bắt nạt ai em? Dạ, hai chồng em có quy định là hai chồng em mà ai mà nóng á
mà la làng trước á thì người đó thắng lúc đó. Mà lúc ngay cái thời điểm đó là vợ em la làng trước mà. Có nghĩa là vợ em thường hay bắt nạt em trước đúng không? Dạ đúng rồi đó. Rồi vậy giờ á, nhân tiện cái việc đó, giờ á, em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn là vợ em, thí dụ nhắc vợ em thì vợ em làm cái công việc đó ngay lúc đó luôn. Mà mong muốn gì nữa không? Dạ bớt nhõng nhẽo, bớt ghen lại. Bây giờ thôi vợ muốn chồng thay đổi cái gì nè? Em á thì thứ nhất là bớt vô tâm. Thứ hai là bớt chơi game lại. Thì cũng nhân tiện chương trình, hồi đó giờ em chưa bao giờ tặng hoa cho vợ em á, thì em có một cái lãng hoa em tặng cho vợ em. Thấy chưa? Bạn thấy chưa bạn? Trời ơi, đó tặng vậy đó, tặng ngang ngược vậy đó. Đó rồi em nói cái gì mà đi hửi đưa cái mặt sát chồng hủy. Chồng vậy mà em hửi cái đó, em hửi sao nè? Bây giờ em đừng có hửi nữa, bây giờ em hung coi nó ra làm sao nè. Đó hy vọng rằng là anh ấy sẽ không còn hửi nữa. Chúc bà nhân cơ hội ngày hôm nay và có cái duyên gặp gỡ, và sau xin chúc cho hai vợ chồng yêu nhau sẽ càng yêu nhau hơn nữa và nhanh chóng có một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh, xinh tươi xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ, em cảm ơn Quốc Thuận. Và cũng nhân chương trình thì em muốn có hai mẹ của em ở đây. Có mẹ đâu, đây đâu? Hả? Dạ, có mời mẹ. À, trời ơi. Dạ. Dạ. Mời chị, mời chị. Dạ, thì nhân chương trình thì con tụi con cũng xin hứa là tụi con sẽ cố gắng để cuộc sống gia đình của tụi con sẽ êm ấm. Và tụi con sẽ mau chóng có một đứa cháu để cho hai mẹ bồng. Dạ, để không phải bồng cháu của người ta nữa. Yên tâm đi, sẽ có. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Vân. Cảm ơn. Rồi, chào.